Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Duy Anh và trong kỳ thi IELTS vừa qua, mình đã đạt được 7.5 overall, trong đó kỹ năng reading và listening của mình lần lượt là 9.0 và 8.5. Lúc bắt đầu tìm hiểu và học IELTS, mình gặp khá nhiều khó khăn trong việc chọn tài liệu giữa một ma trận thông tin trên mạng. Nên là hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn, nhất là bạn nào đang dự tính học IELTS hoặc mới học và chưa biết bắt đầu từ đâu. Một số thông tin hoặc tiêu chí được ưu tiên khi chọn sách. Đầu tiên chính là nhà xuất bản sách. Thì đối với sách luyện thi IELTS thì bạn nên chọn những nhà xuất bản đã chuyên về mảng luyện sách tiếng Anh như là First New, Longman, Cambridge, Collins, Macmillan và được những nhà xuất bản uy tín của Việt Nam mua bản quyền như là nhà xuất bản Trẻ hay nhà xuất bản Giáo dục. Tiêu chí thứ hai chính là về tác giả. Những cuốn sách được viết từ các cựu giám khảo IELTS nổi tiếng, những người đã nắm rõ tiêu chí chấm thi là một nguồn thông tin rất đáng tin cậy dành cho các bạn. Và ngoài ra thì với ưu điểm là đã tiếp xúc với hàng ngàn thí sinh thì các cựu giám khảo sẽ chỉ ra được những lỗi sai phổ biến và từ đó giúp người đọc tránh mắc phải những điều đó. Và tiêu chí cuối cùng chính là trình độ. Điều mà một số bạn thường sai khi chọn sách là chọn những quyển sách không phù hợp với trình độ của mình. Đây là một điều tối kỵ vì dù sách có hay và tốt đến đâu nhưng mà nếu quá dễ hoặc là quá khó với người đọc thì sẽ không mang lại hiệu quả được như mình mong muốn. Dành cho hai kỹ năng listening và reading thì mình xin được recommend hai quyển sách mà mình đã học và thấy khá là hiệu quả. Quyển sách đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là Reading Challenge của nhà xuất bản Compass. Bộ sách này thì bao gồm 3 quyển và bài đọc ở trong 3 cuốn thì có độ khó tăng dần. Mỗi quyển sách thì sẽ có 10 lessons và các bài đọc thì đều có phần highlighted vocab. Các bạn đọc hết một lần, nhớ là không nhìn phần chú thích để đoán nghĩa của từ và sau đó thì sẽ coi phần vocab rồi đọc lại lần 2. Mình tin rằng điều này rất là tiện và sẽ giúp các bạn ghi nhớ được các từ mới. Ngoài ra thì mỗi bài đọc có thêm khoảng 10 bài tập để support cái phần grammar, writing, listening cũng như vocab review. Và mỗi bài đọc còn có cả transcript cho bài tập listening để luyện nghe luôn. Quyển sách tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là Essential Listening for IELTS. Đây là một tài liệu học toàn diện cho phần thi nghe IELTS. Sách thì được chia thành 3 cấp độ: Pre-Intermediate, Intermediate và Upper Intermediate. Chính vì vậy thì các bạn có thể dễ dàng chọn theo trình độ của mình. Cuốn sách thì bao gồm 26 unit với 52 bài học và ở mỗi unit thì được dựa trên các chủ đề thường xuyên xuất hiện ở trong bài kiểm tra thực tế. Ở quyển sách này thì mỗi bài học bao gồm phần pre-listening. Đây là phần cung cấp cho các bạn những thông tin cơ bản về cấu trúc bài nghe, về từ vựng cũng như các test taking tips. Trong khi nghe thì các bài tập thực hành rất giống với các bài kiểm tra trong thực tế và có các dạng câu hỏi như là multiple choice hay là short answer questions. Và một phần nữa đó chính là post-listening, thì phần này sẽ đưa ra các bạn những bài tập để mình kiểm tra lại. Đây chính là các bước mà các bạn nên làm đối với một bài nghe ở trong quá trình thi IELTS. Không chỉ tập trung vào lúc nghe mà cần chú ý cả trước khi nghe. Không tự nhiên mà người ta cho mình thời gian để đọc qua câu hỏi. Và hơn nữa mình cũng cần check cả chính tả, số ít, số nhiều sau khi trả lời nữa. Đó chính là hai quyển sách mà mình muốn giới thiệu với các bạn để các bạn có thể cải thiện band điểm cho kỹ năng reading cũng như listening của mình. Và qua đó thì mình xin chúc các bạn học IELTS một cách hiệu quả nhất, đạt được điểm cao ở trong kỳ thi IELTS. I succeeded with JOLO. Do you want to be the next one?